Giáo sư An. Ừ. Lại đổi nghề nữa hả? À, làm tùm lum nghề hết, không nghề nào bền hết, làm thời gian nghỉ à. Sao nghỉ? Đuổi chủ. Tôi đuổi mấy ông chủ hết à. Ý trời, ghê vậy. Rồi giáo sư đang làm gì đó? Đi cắt cỏ à? Cắt cỏ cho bò ăn. Giờ chuyển qua làm nông nghiệp rồi. Yeah. Sao nghe đồn giáo sư trốn nợ? Đâu có. Giang hồ đồn kìa. Tôi đâu có trốn ai đâu. Tại người ta tìm tôi. Giống như trên 50 vậy đó. Người cho trốn tìm, người ta đi tìm tôi là tôi phải trốn để người ta đi tìm, chứ tôi đâu có mắt mới thì tôi sợ ai mà tôi trốn. Trời ơi, vậy mà anh đồn tùm lum. Rồi mấy kiến thức đại học rồi còn nhớ không? Còn chứ, trời ơi, tôi học tới mấy bằng đại học lắm mà. Trời ơi, vậy là biết nhiều thứ trên đời luôn ha. Giáo sư biết nhiều về hóa học không? Hóa học à? Trời ơi, ba cái vụ hóa học mà từ lớp 8 đã học rồi. Ủa vậy trong cà phê nó có mấy cái chất gì vậy giáo sư? Cà phê hả? Đúng rồi. Cà phê là cấu tạo của cà phê là canxi với sắt. Canxi là Ca, cà phê là Fe đó, cà phê là canxi sắt. Á đù, dữ ta. À. Ủa vậy cái chất gì trong hóa học mà người dân người ta sợ nhất hả? À, cái sợ nhất là cái người dân sợ nhất hả? Sợ lắm luôn á. Là cái nitơ, hydro với lại sắt á. Ba cái chất á, sợ lắm. Là sao giáo sư? Nitơ là N á, hydro H á, NH. NH sắt là Fe. Ngân hàng Fe đó. Em sợ lắm. Tôi cũng sợ lắm. Ừ, nó chơi trốn tiền. Tôi nó đang chơi trốn tiền. Đúng rồi, tôi cũng sợ xanh mặt nè. Dạ tôi về đây tôi nuôi bò. À đấy, đây con hai con bò đó đó hả? À, nuôi hai con bò nè. Nó ăn cỏ nhiều không giáo sư? Cậu hỏi con bò nào? Con màu trắng á. Con bò trắng thì một ngày nó ăn khoảng 1 kg. 1 kg luôn. Vậy rồi còn con bò đen? Con bò đen hả? Dạ. Thì cũng 1 kg cỏ thôi. Coi bự vậy mà ăn ít ha. Ôi, mỗi con được nhiêu lít sữa giáo sư? Cậu hỏi bò nào? Cậu phải hỏi con bò nào? Thì con bò đen á. Con bò đen thì một ngày là dắt được khoảng 2 lít sữa. Vậy còn con bò trắng sao? Bò trắng hả? Ừ. Thì cũng 2 lít sữa. Sao giáo sư khó tính quá, hai con đi nhau rồi nói lần thôi giáo sư thấy khó chịu quá. Không phải là tôi khó chịu với cậu, nhưng mà chứ trả lời lần luôn chứ. Cậu hỏi là cậu hỏi phải rõ ràng chứ không phải tôi khó chịu với cậu đâu, nghe. Không khó chịu chứ thái độ gì kỳ. Tại vì cái con bò trắng là cái con bò của tôi. À em hiểu rồi, em hiểu rồi giáo sư. Ừ. Còn con bò đen cũng là con bò của tôi luôn. À, trước sao gì thất nghiệp nữa hả? À? Giáo sư thất nghiệp nữa hả? À? Nói chuyện ba gai kiểu này rồi thất nghiệp à?